Hello, xin chào anh em. Thì bây giờ mình có tại Hồ Chí Minh và như đã hứa cái trước thì mình nói là mình sẽ mua một cái đôi găng tay để tặng cho đời ghe tài. Thì bây giờ mình sẽ lên đường đi mua tay tài các bạn nhé. Các bạn cùng chờ đón mình. Chắc là tài thích lắm đây. Và hãy đừng quên là bấm like này, bấm đăng ký, comment cho Phúc nha. Lên đường đây, ok. Đây là hồ con rùa mà bị danh rất là nổi tiếng tại Sài Gòn các bạn nhé. Đi khoảng 5 phút nữa thì sẽ đến cái chỗ mình cần đến. À, ngay trước mặt các bạn chính là nhà thờ Đức Bà đấy kìa. Nhà thờ Đức Bà đang có vẻ sửa ấy phải. Mọi người ơi, trước khi mình vào mua găng tay thì mình đã ở đây để liên hoan một chút đây các bạn em, cơm ngon chưa? Đây là mình món ăn kiểu Thái Lan đấy. Đây là bạn Huy bên Adidas các bạn nha. Đấy, chào mọi người. Hello. Đấy. Thì bây giờ ăn xong thì mình sẽ đi lấy đồ, các bạn đợi mình một chút nha. Ok. Như vậy là mình đã ăn uống xong rồi các bạn, ăn rất là no luôn. Đây. Cảm ơn hôm nay nó Huy mời bữa ăn rất là tuyệt vời, soạn. Thì đây, bây giờ sẽ lên tầng 3 đúng không? Tầng 4. À tầng 4, à đây là tầng 4 các bạn. Tầng nào? Tầng nào tầng 4 thì mình sẽ lên lấy găng tay cho bạn Tài. Và cả một người đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật của một bạn cầu thủ rất đặc biệt. Tất nhiên là clip này quay ngày 2 tháng 10 rồi. Nhưng mà khi các bạn xem này mình không biết là hôm nay mình sẽ đăng luôn hay không, hay là ngày mai mình mới đăng. Chỉ cho các bạn biết là mình quay lúc 2 tháng 10 các bạn nhé. Thì hôm nay sinh nhật của Bùi Tiến Dũng, trung vệ Tiến Dũng. Thì có nhờ là sẽ lấy một đôi giày cho bạn ấy, một đôi giày đá bóng cho bạn ấy, thì mình sẽ lấy cho bạn ấy, các bạn cùng chờ xem nó lên giày gì nữa nhá. Ok. Mọi người đây có một cái ba lô rất đẹp luôn. Cái ba lô này đựng bóng thì rất là tuyệt luôn. Đấy. Mọi người nhìn đẹp không? Trời ơi, ba lô siêu đẹp. Kết hợp với cả một chiếc áo khoác ở đây phải nói là cũng cực kỳ đẹp luôn. À, mọi người đâu, mặc cái bộ này mà cả cây rất đẹp. Như vậy là mình nghĩ là mình sẽ lấy cái ba lô này. Các bạn comment đi, theo mình có nên lấy cái chiếc ba lô đẹp này không? Để comment nhá. Trước khi đi ra chỗ mua tay cho Tài. Trong đây. Đây rồi. Đây, chiếc găng tay mình đã nói là mình sẽ mua cho Tài đây các bạn ơi. Đây là chiếc găng tay phải nói là rất đẹp. Chiếc găng tay Predator giống của thủ môn David De Gea và Bùi Tiến Dũng các bạn nha. Thì mình nghĩ là đây sẽ là món quà rất là ý nghĩa cho Tài. Đây mọi người không? Ở đây có ghi rõ này, chủng loại sản xuất này. Đấy. Và giá của nó thì không đắt lắm, chỉ có 600.000 thôi. Đây là mẫu để chiến binh các bạn nhé, nên là sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Ở phía sau ta thấy có hình của ba thủ môn, đó là Iker Casillas, Manuel Neuer và David De Gea. Đấy, mọi người thấy rõ không? Ok. Thì tí nữa thì mình sẽ lấy ra xong rồi mình sẽ bóc ra cho anh em xem nó như nào nhá. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ chưa bóc bộ. Mình sẽ mang ra kia để mình lấy thêm một số đồ nữa. Đang muốn lấy thêm một số mẫu áo, tại vì đi Hàn Quốc khá là lạnh, thì mình sẽ lấy thêm một số áo khoác này. Xong rồi một số mẫu áo phông đẹp một tí. Các bạn đợi Phúc một chút xíu nhá. Và sắp tới thì mình sẽ làm một số mini game để tặng đồ cho mọi người. Thì mọi người muốn là mình tặng cái gì thì mọi người có thể comment để Phúc biết là mọi người muốn cái đồ gì thì mình có thể làm cho anh em nhá. Okay, bây giờ mình thử đồ các bạn nha. Đây là phòng thử đồ này, phòng này khá là rộng luôn. Đây là mình đang quay thử một điện thoại mình. Đây là chiếc điện thoại mới của mình, iPhone Pro Max 11 iPhone 11 Pro Max các bạn nhé. Thì vừa xong mình đã lấy một chiếc áo đỏ để mình thử thôi. Tại vì chiếc áo đỏ và chiếc áo đen đấy thì cùng giống nhau, nên là mình thử một cái size XS của nó xem là mặc vào, nếu mà cái này vừa mình sẽ lấy kiểu mẫu này luôn các bạn nhé. Đợi Phúc mấy giây. Đây mọi người thấy sao? Đây mình chuyển góc siêu động, anh em cùng xem nhé. Góc này góc siêu động này. Sẽ lấy hết được người mình luôn. Mọi người thấy không? Có vẻ chiếc áo này cũng khá là vừa. Điện thoại này mới của mình nên có chế độ quay là góc siêu rộng, góc gần và góc xa. Đây là góc bình thường này. Góc này góc zoom này. Đấy, các bạn thấy không? Góc này góc siêu rộng. Ok, mình quay lại bình thường nhé. Ok. Như vậy là áo này mình mặc thấy là khá là đẹp, thì mình sẽ lấy chiếc áo này. Ok. Các bạn nhìn không? Đây chính là chỗ này là thiên đường của giải bóng đá này. Ở trên là biểu tượng là Messi. Đây, mọi người thấy không? Thì đây chính là đôi giày mà cầu thủ Bùi Tiến Dũng đang muốn có. Đây là đôi Copa 19.1 các bạn nhé. Thì đôi này là có giá khoảng 5 triệu. Thì đợt này trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ đi đôi này, nên là nhờ mình lấy hộ một đôi để sử dụng. Các bạn thấy đẹp không? Đấy. Phải nói là nó siêu đẹp luôn. Mọi thứ được tinh tế và làm bằng da kangaroo các bạn nhé. Nên là lớp da ở đây nó rất là mềm này. Sờ rất là sướng luôn. Đấy. Còn cái dòng này là dòng mà Đoàn Văn Hậu sử dụng, các bạn nhớ không? Đoàn này Văn Hậu đang sử dụng ở bên Hà Lan này. Nhưng mà bản Văn Hậu sẽ cao cấp hơn một chút. Bản Văn Hậu chính là X19 cộng, tức là nó sẽ không có dây. Còn bản này rẻ một chút, có dây. Bản Văn Hậu thì nó rơi khoảng tầm 7 triệu, còn bản này thì nó rơi khoảng tầm 5 triệu các bạn nha. Đó, đôi này ở nhà mình cũng có một đôi. Đó. Một dòng nữa thì là dòng màu hồng này. Đây là dòng Nemesis hồng.
Nếu các bạn nào xem video thì review thì mình cũng có một đôi này ở nhà, hôm trước mình có review cho anh em xem về đôi Nem Enzy hồng này rồi, cực kỳ đẹp luôn. Đó, vừa nãy giờ thì đã lấy được mấy cái áo rồi, áo thì mình đã lấy được mấy cái rồi, bây giờ chỉ thấy thêm một chút xíu nữa thôi là sẽ đủ đồ hết rồi, để có thể mang về Hà Nội để giao lưu với mọi người. Và đây là đôi X19.3, có giá là 1.800.000, đôi này có thể đi đá sân cầu nhân tạo, anh em đi sân cầu nhân tạo rất là phù hợp nhé. Đó, tổng cộng giá là 6 sản phẩm. Đó. Dạ. Quá là nhiều luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiệt tình. Tóc bạn này rất là chất luôn. Tóc phải làm lâu không em? Dạ. Lâu là để lâu chưa hay là làm lâu không? Làm mất công. Làm hết một ngày luôn á. Hết một ngày luôn. Dạ đúng rồi. Tính từ sáng sớm dậy ăn sáng xong rồi làm là coi như mất hết ngày đó. Mời các bạn đi. Trông như là rapper ấy nhỉ. Hello cả nhà ơi. Như vậy là được xong rồi, sẽ có tester. Sau cơn mưa thì vẫn đang mưa mà. Thì mình qua đây mình lấy một cái vali để có thể là mang hết đống đồ mình mang về Hà Nội để có thể là cho những trang sắp tới các bạn nhé. Thì hôm nay đây còn chiếc vali mình vừa lấy, chiếc vali màu vàng khổng lồ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Thì nãy là định về Hà Nội mình review bốc ra anh em xem, nhưng mình nghĩ là bây giờ mình cũng khá là mệt rồi, tí nữa mình quay sẽ ít thôi nên là mình sẽ bóc cái tay cho anh em xem luôn xem mà như nào nhá. Ok, để xíu thôi các bạn thấy không, con tay này mà về cho bạn Tài được ghe Tài bắt cái chân rất là hay đây. Mình nghĩ là clip sau các bạn xem mà Tài bắt cái tay này rất đẹp, mọi người thấy cái con tay này, con tay training này, có logo training của Adidas này, cái màu này màu bạc với cả kết hợp với cả một cái set đỏ đây, phải nói là rất là lung linh và rất là tuyệt vời. Em bảo tí nữa em đeo tay khi đứng đây kiểu văn vali nhìn ngầu hơn nhỉ, đúng không các bạn? Thấy kiểu cảm giác mình giống kiểu thủ môn Bùi Tiến Dũng hay là thủ môn De Gea khi mà sỏ trên tay, chứ trên tay này đây nhá các bạn, mình phúc xem sỏ lá nha, rồi rất đẹp luôn đây. Yes. Mình tay đang đeo đồng hồ đấy chứ. Không sao. Mình sẽ đeo luôn một phát cả trong tay cả đồng hồ cho nó lạ. Đó các bạn thấy không? Đây, ví dụ đây. Này, đây. Bây giờ chúng ta có thêm một chiếc vali của màu trắng như này. Chiếc sở tao phá cửa hàng nữa. Đây. Thấy không? Mọi người thấy giống của môn siêu ngầu chưa? Đấy. Rất là tuyệt vời đấy, mọi người thấy không? Chiếc găng tay mà mình nghĩ là nếu có bóng bắt sẽ rất dính. Tại vì cho cái độ bám này rất tuyệt vời này, rất là mềm luôn này, góc cử động ngón tay của mình rất là dễ dàng. Và bên trong này có một lớp khá là mút nên là cảm giác bắt bóng sẽ dính hơn. Đó. Kết hợp chiếc đồng hồ đỏ trên tay mình. Đó là rất là ngầu. Yes. Thôi, cất đồ chết rồi. Nãy giờ cửa hàng người ta đứng nói chuyện lên thuyền này ngại quá. Em xin lỗi nhá. Ui, chị chảy nói cho mình luôn. Chết dở rồi. Ngại quá. Thôi bây giờ cất đi để có thể về lấy đồ ra sân bay. Ra sân bay chắc là sẽ ăn uống một chút xíu nữa. Đấy, cái clip này nó cũng giống như một clip mà mình hoạt động 24 giờ mình như nào đấy, mà thấy không? Nó rất là mệt luôn, mình đi liên tục luôn, không có thời gian nghỉ thôi. Chú ý đang bắt xe mình kìa. Đợi nãy giờ mình chưa có xe không? Tội trời thì mưa. Đấy, bên Mia rất nhiệt tình, chú đi ra ngoài để bắt xe mình luôn. Đây rồi. Máy bắt không có xe các bạn ơi, đây. Ok. Dạ vâng. Đi. Cảm ơn em ạ. Ok. Thank you chú. Mưa quá. Thank you chú nhé. Ok. Ok, như vậy là cuối cùng đã về Hà Nội các bạn ơi. Thật sự là quá mệt, một hành trình của nó là không tưởng. Các bạn có biết là mình đã bị đường sông như nào không? Mình đã bị đổi một chuyến máy bay khác để có thể là đi về Hà Nội. Tức là nãy là lúc mình ngồi không để ý lắm. Thiết điểm lúc như nào quay ra máy bay bay mẹ mất rồi. Nên về đầu mình cũng đã thay đổi một chuyến khác. Nên là bây giờ 2 giờ sáng rồi mình mới về Hà Nội. Như vậy mình vừa rửa mặt xong hết rồi các bạn nhé. Đây các bạn nhé,
chiếc vali vàng của mình. Lúc nãy còn đẹp lắm mà bây giờ nó bẩn hết rồi các bạn ơi. Đây này, bẩn hết rồi này. Quá là bực mình luôn, không hiểu người ta vứt vác thế nào mà bẩn hết luôn cái vali của mình. Thì vừa xong là rất là may là bạn mình đã lấy hộ mình. Thì bạn mình làm ở sân bay ấy, thì mình đã có nhắn trước cho bạn là cái chuyến bay của mình như nào để bạn có thể lấy hộ mình trước, chứ không để cái máy bay mà nó hành lý mình đến trước đấy một tiếng đồng hồ mà lấy không ai trông, thì lúc mà ai lấy mất thì sẽ là rất là nguy hiểm. Trong vali rất là nhiều đồ quan trọng, găng tay rồi bóng biết các thứ, à các cái đồ mà mình đã lấy hôm nay các bạn nhớ không, toàn đồ đẹp thôi. Bây giờ thì phải ra ngoài, mình sẽ bắt một con xe để về. Thật sự đáng lòng nhất là vì sao vừa xong mình có call cho cái anh mà tài xế mà định đón mình ấy, mình hay book ấy. Thế là xong call thì thuê ba không liên lạc được các bạn ạ. Thế bây giờ chắc là dẫn mình phải đi một con xe buýt để về trung tâm thành phố, sau rồi mình sẽ bắt một con Grab để về nhà các bạn nhé. Thật sự là đáng lòng. Đây, chắc sẽ đi con xe này để về, trung tâm thành phố Hà Nội, xong rồi mình sẽ bắt một con Grab về. Quá đáng lòng luôn, thật sự là hôm nay một hành trình mình rất mệt. Đen đủ đường luôn ấy, thật sự là quá mệt mỏi đen đủi. Mọi người ơi, mình rời chiếc xe buýt rồi. Thì bây giờ đang ở phố cổ Nguyễn Học các bạn. Thì bây giờ sẽ bắt một con xe Grab nữa để về các bạn nha. Chỗ này cách nhà mình khoảng tầm 8 km nữa. Ok, như vậy là đã về chỗ đầu ngõ nhà mình rồi. Đưa mình toàn nhà và đi ngủ với ngoại thôi. Sẽ mệt lắm đấy. Chú chó phản đối luôn, đối không mà. Thôi, bye bye cả nhà, chúc mọi người ngủ ngon nha.